con gái mày ăn hết 8 nồi bánh chưng rồi, chưa thấy kéo mút to như thế này. Thế một con chuột khổng lồ với một quả trứng khủng long có đổi không? Trong đây á, đầy kẹo mút nha. Được, đổi đi đổi. Cô Giàn. Chuột. Minh Khoa ơi, đi nhanh lên, chỉ có 2.000 này. Chị sẽ mua cho Minh Khoa và chị Mẫn Ngọc một cây kẹo mút. Dạ. Chào Khánh Linh, chào Minh Khoa. Xin chào tất cả các bạn. Hai chị em đang đi đâu đấy con? Mẹ mới cho con 2.000, bây giờ con sẽ đi mua kẹo mút. À thế thế à, thế thì hai chị em đi nhanh đi nha. Vâng ạ. Xin chào Gia Bảo. Xin chào tất cả các bạn. Gia Bảo ơi, con có gì trong tay mà cứ ngửi ngửi rồi thơm quá mãi thế con? Đây, con có 1.000 là con đang định đi mua kẹo mút. À, con định đi mua kẹo mút đúng không? Vâng ạ. Khánh Linh với Minh Khoa cũng vừa mới đi mua kẹo mút đấy. Gia Bảo đi mua đi. Vâng ạ. Không được, không được. Mình phải tăng tốc. Không, Khánh Linh với Minh Khoa mua hết kẹo của mình. À, đau quá. À, đau quá. À, đau quá. À, tưởng là ai? Hóa ra là Tiểu Gia Bảo ở đầu xóm à? Tưởng cao thủ ở đâu? Hóa ra là Khánh Minh, Linh Khoa. Chết, nhầm. Khánh Khoa, Linh Minh đúng không? Nhầm rồi. Nghe này. Lần này anh đọc chuẩn đây luôn. Khánh Linh, Minh Khoa của anh xóm đúng không? Ơ, một tiền của mình đâu mất rồi? Ơ, Minh Khoa, tiền của chị em mình đâu mất rồi? Em không cầm đâu. À, bà bối của chị đây rồi. Chị cứ tưởng là mất chứ. Tấm 2.000 mới cũng bảo bà bối. Mình thôi, mình đi mua kẹo thôi. Minh Khoa ơi, bây giờ chị em mình cũng đi mua kẹo rồi. Vâng ạ. Minh Khoa, đưa kẹo mua đây chị bóc cho. May quá, cả quán còn đúng một chiếc. Chị Khánh Linh ơi, em nhìn thấy cây kẹo mút khổng lồ kìa. Làm gì có cây kẹo mút khổng lồ nào. Thôi ăn nhanh đi, của chị sắp hết rồi này. Chị nhìn kia kìa, có cây kẹo mút khổng lồ thật đấy. Thôi anh ăn nhanh đi. Ơ, đúng là cây kẹo mút khổng lồ thật kìa. Thế chị mà to ở giữa đường đấy nhỉ. Wow, một cây kẹo mút khổng lồ. Tớ nhìn thấy chưa? Tớ nhìn thấy chưa? Tớ nhìn thấy chưa? Thôi, bây giờ đặt kẹo mút chạy lại xem ai lấy được kẹo mút. Tớ chạm vào trước. Minh Khoa, kéo đồ cho chị để con đứng nghe này à. Rồi, 2-1, không chuột cũng què. Thôi, dừng lại. Bây giờ đưa kéo mút cho em sẽ có một cuộc thi. Ai thắng sẽ được kéo mút này. Được, đố gì đâu. Cây kéo mút này nhất định sẽ thuộc về mình. Bây giờ em sẽ tổ chức cuộc thi ăn dưa hấu. Minh Khoa ơi, đang tranh nhau kẹo mút tự dưng lại vào đây ăn dưa hấu là thế nào? Hai anh tranh nhau em này. Wow, thế nào, thấy em giỏi không? Wow, giỏi quá. Công lực thâm hậu. Bây giờ mỗi người phải ăn hết một miếng dưa hấu. Ai ăn hết trước thì người lấy giành chiến thắng. Chị Linh, im để con ăn. Chị Linh, tìm mình lại em ăn hết. Em phải thích ăn không vô bây giờ. À, bọn này dám lừa mình à? Oh no. Tớ đây đi, tớ là người chiến thắng. Ơ, sao mà ăn hết nhanh thế? Chị đúng là đồ ngốc. Yeah, kéo đất về tay mình rồi.
Từ từ đã, em còn đẹp hai nữa. Bây giờ yêu của hai kẻ bánh kiềm, ai ăn hết trước thì người đấy giành chiến thắng. Đây, mỗi người một kẻ bánh. Ui, kẻ bánh kem ngon như thế này chị không lỡ ăn đâu. Ui, nhìn cái mắt này, cái mũi này, cái miệng này. Ui, đẹp quá, thôi chị sẽ ăn cái này trước. Ngon quá, chị không lỡ ăn nữa đâu. Thôi chị sẽ ăn cái này trước. Lần này, mình sẽ lại chiến thắng tiếp. Chị đúng là đồ ngốc. Đẹp gì mà đẹp. Đây kẹo của anh này. Vừa mưa rồi. Chán quá. Yeah yeah, mình là người chiến thắng. Kẹo mút khổng lồ thuộc về tay mình rồi. Tại chị đấy. Mất cây kẹo mút khổng lồ rồi. Thôi không sao đâu, chị đã có cách lấy lại cây kẹo mút khổng lồ rồi. Cuộc đời mình ăn hết 8 loại bánh chưng rồi, chưa thấy kẹo mút to như thế này. Cuộc đời mình cũng đã ăn hết 11 nồi bánh chưng rồi, nhưng cũng chưa thấy cái kẹo mút nào to như thế. Gia Bảo ơi, đổi cho tớ cái cây kẹo mút khổng lồ đấy, tớ cho bán con chuột khổng lồ này. Còn lâu tớ mới đổi nha. Thế một con chuột khổng lồ với một quả trứng khủng long có đổi không? Trong đây á, đầy kẹo mút nha. Được, được, đổi thì đổi. Mình xem trên TV, con chuột này nhiều kẹo lắm. À, con giận. Oh no. Ở đâu có xuất hiện con giận đi đây? Thì ra là một con giận đột chợt hết hồn. Thôi, bắt quả trứng khủng long đi. Sao lại có một quả trứng bé ở trong đây thì nhỉ? Hai đứa này được lắm. Dám lừa mình, mình sẽ cho hai đứa biết tay. Bây giờ mình sẽ cho Khánh Linh và Minh Khoa một bài học. Minh Khoa ơi, cuối cùng cây kẹo mút khổng lồ này cũng đã thuộc về tay chị em chúng mình rồi. Bây giờ chị bóc cho hai chị em mình ăn nhá. Vâng ạ. Ơ, Minh Khoa ơi, cái gì cứ cắn cắn chân chị buồn quá. Một con chuột khổng lồ. Khánh Linh với Minh Khoa đúng là đồ ngốc. Cuối cùng cây kẹo mút khổng lồ đã thuộc về mình. Khánh Linh ơi, thế là từ nay đến giờ
Khánh Linh, Minh Khoa với cả Gia Bảo tranh nhau cây kẹo mút khổng lồ, cuối cùng là bị chuột lấy hết cả kẹo đúng không Khánh Linh? Vâng ạ. Thế cuối cùng chúng mình chẳng còn cây kẹo nào để ăn nữa. Lần sau chúng mình đừng tranh nhau như thế mà có thể chia nhau ăn. Khánh Linh, Gia Bảo và Minh Khoa nhớ chưa? Các bạn nhỏ ơi, video của Min Min TV đến đây là hết rồi. Cảm ơn các bạn rất nhiều và hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau. Chào tạm biệt các bạn.